của bài này là trình bày được khái niệm hòa tan, độ tan, hệ số tan và nội dung dịch, giải thích được sự tương tác giữa chất tan và dung môi. Thứ ba là phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan và tốc độ hòa tan, nguyên tắc vận dụng. Thứ tư là nêu được nguyên tắc ưu dụng điểm ứng dụng trong hòa tan hoàn toàn và bạc hòa tan á. Cái hình ảnh bên cạnh thì cái thao tác đó là thao tác hòa tan, chắc có lẽ mình quen rồi ha, không cái này không xa lạ gì với mình cả. Thì trước khi đi vào bài học á, thì mình nói thêm một xíu, cái này không có trong sách, về phân loại sự hòa tan sẽ có hai loại, đó là hòa tan đơn giản hay còn gọi là hòa tan hoàn toàn, và hòa tan chiết xuất hay còn gọi là hòa tan từng phần hay hòa tan không hoàn toàn. Bây giờ mình đưa ra một cái ví dụ như là mình hòa tan đường vào trong nước chẳng hạn, hoặc là hòa tan muối vào trong nước chẳng hạn, thì cái quá trình hòa tan này mình sẽ thấy là đường nó sẽ tan hết và muối cũng tan hết. Như vậy trường hợp đường hòa tan vào nước gọi là hòa tan hoàn toàn hay còn gọi là hòa tan đơn giản. Bây giờ ai có thể cho một cái ví dụ mà hòa tan không hoàn toàn không? Có ai thể cho một cái ví dụ là hòa tan không hoàn toàn? Ở đây không phải đề cập đến cái trạng thái gọi là bão hòa nha. Nếu như mình hòa tan đường vào nước, mình hòa tan nhiều, đến một lúc nào đó thì đường nó không có tan hết, thì trạng thái đó người ta gọi là bão hòa, là không, mình không phải đề cập đến trường hợp đó. Mà đây là chưa bão hòa nhưng lại không tan hết. Chưa bão hòa, có tan nhưng tan không hết. Chưa bão hòa, có tan nhưng tan không hết. Pha cà phê, pha cà phê là tan không hết hả chị? Là cà phê nó không tan hết trong nước đúng không? Đúng rồi, pha cà phê. Một sánh dây vào nước, một sánh dây vào nước, trường hợp đó nó có phải tan không ba? Nó giống như nó đục vậy đó. Nguyễn Kim Thủy được. Dung dịch cồn quế, tự nhiên dung dịch cồn quế là sao? Dung dịch cồn quế là nó tan đó, anh gọi dung dịch mà sao nó tan. Pha trà, đúng rồi, đồng ý, có hai cái ví dụ đúng đó. Trường hợp mấy anh chị pha trà vậy ha, mấy anh chị cho trà vào trong cái bình, đổ nước sôi vô và nó hòa tan, đúng không? Tại sao mình biết là có sự hòa tan? Tại vì ban đầu nước của mình nó không màu mà chặt nó có màu vàng, chứng tỏ là có những cái thành phần ở trong cái trà đó nó ra ha. Nhưng trà nó không tan hết, trà nó không tan hết, vẫn còn sát trà. Thế mình là cứ làm đi làm lại nhiều lần thì cuối cùng vẫn còn sát trà, và chắc chắn không bao giờ sát trà biến mất, hoặc là cái bọt cà phê đó nó biến mất, đúng không? Ta cà phê, một cà phê nó cũng còn. Thì những trường hợp đó gọi là hòa tan không hoàn toàn. Và thường cái hòa tan không hoàn toàn này là dùng nhiều, gặp nhiều khi mình chiết xuất dược liệu. Thì như vậy đối với hòa tan nó có hai trường hợp, và bài hôm nay mình đề cập chủ yếu là hòa tan hoàn toàn thôi, hòa tan hoàn toàn thôi. Còn phần hòa tan chiết xuất mình sẽ học ở cái bài gần cuối chương trình này luôn, gần cuối chương trình luôn ha. Đó, còn nội dung hôm nay thì chủ yếu là hòa tan hoàn toàn thôi, được chưa? Nói thì bác chị xác định thì cả hai phần đều là hòa tan cả. Bây giờ mình đi vào khái niệm hòa tan là cái gì? Là quá trình phân tán ở mức độ phân tử hoặc là ion của một hay nhiều chất vào trong một môi trường phân tán lỏng, tạo thành một cái hệ đồng nhất gọi là dung dịch. Ví dụ như khi nãy mình đưa ra là hòa tan đường vào nước, hòa tan muối vào nước, đó chính là quá trình phân tán cái phân tử nước và phân tử đường, phân tử muối NaCl và đường vào trong cái môi trường lỏng là nước, đúng không? Và tạo thành là dung dịch nước đường hoặc là dung dịch nước muối. Đây là một cái hệ đồng nhất, đồng là cùng, cùng một thể thống nhất ha, và cùng một thể thống nhất là dung dịch. Và ở đây là mình sẽ không thấy được là
cái phân tử đường và cũng không thấy được là phân tử nước nó cũng không giống như ban đầu nữa, thì nó là nước đường rồi, là một cái hệ đồng nhất. Thì cái việc phân tán ở mức độ phân tử hoặc là ion, người ta sẽ có mức giới hạn trong khoảng là nhỏ hơn 0,001 micromet. Cái chất phân tán á, nó phân tán ở mức độ phân tử là trong khoảng là nhỏ hơn hoặc bằng 0,001 micromet ở mức độ phân tử. Và với cái kích thước này thì mình sẽ không nhìn thấy được bằng mắt. Cái này là bằng mấy? 1 nanomet, đúng không anh nhỉ? 1 nanomet. Micromet hoặc nanomet. Mình không nhìn thấy được bằng mắt, và như vậy thì mình coi như đó là một cái hệ đồng nhất. Như vậy tham gia vào cái quá trình hòa tan này sẽ gồm có hai thành phần, đó là chất tan hay là chất bị phân tán và dung môi hay còn gọi là môi trường phân tán. Thì có thể nói là dạng dung dịch này là một cái dạng, một cái hệ phân tán, đúng không? Một cái hệ phân tán thì nó sẽ gồm có pha phân tán hay là chất bị phân tán và môi trường phân tán. Trong trường hợp này là dung dịch thì gọi là chất tan và dung môi. Chất tan có thể là chất rắn, lỏng hoặc là khí, có thể ở ba trạng thái rắn, lỏng, khí. Nhưng mà môi trường phân tán thì sẽ phải là chất lỏng. Sau này mình có thể gặp môi trường phân tán ở trạng thái mềm, mềm hay còn gọi là tán rắn, tán rắn. Và môi trường của chất tan có thể là một hoặc nhiều chất tan. Môi trường phân tán có thể là một hoặc hỗn hợp các chất lỏng đồng tan. Điều kiện là nếu như hỗn hợp các chất lỏng thì hỗn hợp này phải đồng tan, cùng là phân cực hoặc là cùng không phân cực. Đôi khi gặp môi trường phân tán là dạng mềm, dạng mềm, cụ thể là những cái dạng mà phúc mỡ đó nhỉ, dạng phúc mỡ nha. Đó là môi trường phân tán là thể mềm đó nha. Chất bị phân tán và chất rắn thì gặp nhiều, chất lỏng thì cũng có gặp, còn chất khí thì hiếm gặp hơn. Chất khí thì gặp ví dụ trong đời sống là nó nhìn thấy là mình người ta sụp khí vào trong cái hồ cá này nè, hoặc là sụp khí clo để mà khử trùng cái hồ bơi, đó là môi trường phân, chất phân tán ở dạng khí. Trong pha chế thì ít gặp, nếu mà có khí là cái là cái gì, viên sủi á, uống cái viên sủi á, là môi trường là chất tan là dạng khí á, là sủi bọt CO2 đó, đó là chất tan dạng khí. Trường này ít, chủ yếu là rắn hoặc là lỏng, và nó đều là phân tán ở mức độ phân tử nhỏ hơn 0,001 micromet vào trong cái dung môi. Sản phẩm tạo thành là dung dịch, là một cái hệ phân tán đồng nhất ở mức độ phân tử. Nếu mà chất bị phân tán ở mức độ ion và phân tử kích thước nhỏ thì gọi là dung dịch thật. Là như khi nãy mình nói đó, mình đưa ra cái thông số đó. Dung dịch thật thì kích thước của nó là nhỏ hơn 0,001 micromet. Nếu như mà chất bị phân tán là dạng cao phân tử hoặc là sự hòa tan ở dưới dạng micelle thì gọi là dung dịch keo, hơn là dung dịch giả. Kích thước của nó sẽ lớn hơn cái mức này, nó là vào khoảng là 0,1 đến 0,001 micromet. Và kích thước cái chất phân tán là nó lớn hơn, dùng chất là những dạng cao phân tử hay là dạng keo thì người ta gọi là dung dịch keo. Kích thước phân tử lớn hơn, kích thước dung chất lớn hơn. Độ tan của một chất là lượng dung môi tối thiểu để hòa tan hoàn toàn một đơn vị chất đó ở điều kiện tiêu chuẩn. Mình học một cái khái niệm này ha. Một chất thường biểu thị là một chất là có độ tan là bao nhiêu đó, thì ý nghĩa của nó là lượng dung môi tối thiểu, lượng dung môi ít nhất phải được sử dụng muốn hòa tan hết một cái đơn vị chất tan đó, mà thường là tính bằng gram, 1 gram trên ml. Có nghĩa là cần bao nhiêu ml
dung môi để hòa tan được 1 gram chất tan ở điều kiện tiêu chuẩn là thường là bao nhiêu, 20 độ C và 1 atmosphere. Ví dụ như độ tan của natri clorid trong nước là 2.2786. Điều này có nghĩa là để hòa tan được 1 gram natri clorid thì mình phải dùng ít nhất là 2.786 ml nước. Nhiều hơn thì vẫn được ha, nhưng mà ít nhất phải là 2.786 thì nó mới hòa tan hết được 1 gram natri clorid. Ít hơn 2.5 thì không có tan hết được ha. Tương tự cái chỗ này là theo điều kiện tiêu chuẩn nha, là bao nhiêu, 20 độ C ha. Đối với caffeine trong nước thì là 1.2.50, đó là cần 50 ml nước hòa tan được 1 gram caffeine. Còn nếu như mà mình dùng một cái nhiệt độ cao hơn là 80 độ C thì khi đó cái lượng nước nó sẽ giảm đi. Đó là lý do tại sao pha cà phê là phải dùng nước nóng hay là nước sôi, còn mà nước nguội là nó không tan luôn ha. Độ tan của saccharose trong nước là 1.2.2.0.5. Thì như vậy người ta sẽ nói là vậy thì đường nước muối cái nào dễ tan hơn, đường nước muối cái nào dễ tan hơn? Đường muối nào dễ tan hơn anh chị? Đường, căn cứ vào cái độ tan này mình thấy để hòa tan đường á thì phải dùng ít nước hơn, đúng không? Vậy thì đường nó sẽ chất nào mà có độ tan thấp hơn thì là dễ tan hơn, đúng không? Độ tan thấp hơn thì dễ tan hơn. Rồi, và cái mình dùng để căn cứ là mình sẽ không biết là mình gọi là đường là chất dễ tan hay là chất khó tan, nước là muối là tan dễ hay là khó, hay là như thế nào, caffeine thuộc loại nào. Mình dùng từ cái đúng á, đôi khi mình gọi muối dễ tan, đường dễ tan, caffeine khó tan, hay là như thế nào mình gọi như thế nào là đúng ha. Thì mình sẽ căn cứ vào cái bảng này, căn cứ vào cái bảng này, không bắt học thuộc cái bảng này, chỉ là nói cho mình hiểu thôi ha. Và mình biết là có một cái thông, có một cái tài liệu để mình nhìn đó, mình so sánh, mình căn cứ thôi nha. Đây, lượng dung môi cần thiết để hòa tan 1 gram chất tan là cách gọi. Nếu như mà lượng dung môi mà ít hơn 1 ml thì gọi là rất dễ tan. Ví dụ như trong trường hợp của saccharose là rất dễ tan ha. 1.5 đúng không? Rất dễ tan. Còn natri clorid là 2.786 thì là dễ tan. Caffeine thì thuộc loại là 50 đúng không? Là hơi tan ha. Chú ý là cái bảng đó là dựa trên điều kiện tiêu chuẩn nha, là 20 độ C thôi. Còn đây là dùng nhiệt độ rồi. Tăng nhiệt độ thì độ tan có thể là giảm, độ tan có thể tăng lên, tại vì lượng nước ít hơn. Rút ra là đa số thì cái độ tan này nó phụ thuộc vào nhiệt độ là nhiều. Cái hệ số tan thì nó là nghịch đảo của cái độ tan đó. Lượng chất tan tối đa để hòa tan trên một lượng dung môi. Thì cái này cũng tương tự thôi, mình không có thời gian nói, chắc là cái chỗ này nên chị học hóa phân tích á, là mình hóa gì, hóa hữu cơ thì vậy, để mình có học rồi nha, thì mình không nói nhiều chỗ này ha. Bên chị tự đọc chỗ này. Rồi cái ý nghĩa của đục tan và thành dung dịch thì nó có nhiều cái đơn vị ha, nhiều cái đơn vị, nồng độ phần trăm, nồng độ dung dịch, nồng độ đương lượng, đúng không? Bây giờ mình tìm hiểu sự tương tác của dung môi và chất tan và điều kiện để mà hình thành cái dung dịch ha, điều kiện của sự hòa tan nó xảy ra. Nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là bản chất của dung môi. Thì khi mà chọn dung môi á thì mình phải xét những cái cấu tạo hóa học và lực liên kết của các phân tử dung môi. Người ta thấy là có những cái liên kết như là liên kết cộng hóa trị, rồi liên kết lực van der Waals, lực tĩnh điện và liên kết qua cầu hydro. Có một số cái lực liên quan đến dung môi thì nó sẽ có những cái lực tương tác như vậy. Dựa vào đây mà người ta phân chia ra có ba loại dung môi, là dung môi phân cực, dung
môi phân cực. Dung môi phân cực hình thành từ các phân tử phân cực mạnh và có cầu liên kết hydro. Hay nói cách khác, cái dung môi phân cực này nè thì nó đầy đủ cả bốn cái lực liên kết này luôn. Dung môi phân cực có đầy đủ bốn cái lực liên kết, là liên kết cộng hóa trị, liên lực quan đường quan, lực tĩnh điện, liên kết hydro là có hết. Đó. Và nếu như mình để mà hiểu nôm na thì mình hiểu là dung môi phân cực thì cái dung môi đó nó có khả năng phân ly được. Phân ly được. Ví dụ như là nước, nước mà phân ly thì nó sẽ tạo thành là H cộng và OH trừ, đúng không? Ethanol là cũng phân cực được, cũng tạo thành OH trừ, C2H5 cộng. Dung môi bán phân cực, dung môi bán phân cực hình thành từ các phân tử phân cực mạnh nhưng không có cầu hydro. Như vậy cái dung môi bán phân cực này nè thì nó không có lực liên kết qua cầu hydro thôi, còn nó sẽ gồm có ba cái lực này, có ba cái lực này. Nè, ví dụ như là acetone. Dung môi không phân cực, dung môi không phân cực là hình thành từ phân tử không phân cực hoặc phân cực rất là yếu, phân tử không phân cực hoặc là phân cực rất là yếu. Thì cái dung môi phân dung môi không phân cực này nó sẽ không có liên kết hydro và không có lực tĩnh điện, nó chỉ có hai liên kết này thôi. Ví dụ như là benzen, giao cực vật. Được chưa? Như vậy chỗ này thì vậy thôi, mình định hình là có ba loại dung môi và mình biết được ví dụ trong từng cái trường hợp nha. Quá trình hòa tan nó sẽ xảy ra khi có một trong hai yếu tố này, có lực tương tác giữa phân tử chất tan và phân tử dung môi, có sự tương tác giữa phân tử chất tan và phân tử dung môi, tức là chất tan nó tương tác với phân tử dung môi nha. Và lực hút giữa phân tử hoặc ion chất tan, phân tử và cỡ lớn, lực hút giữa các phân tử hoặc ion chất tan với phân tử dung môi lớn hơn phân tử cùng loại, có nghĩa là sao? Đối với chất tan nó luôn có cái mối liên kết, có sự tương tác giữa các phân tử chất tan. Đối với dung môi nó luôn có sự tương tác giữa các phân tử dung môi, nó có luôn có cái lực hút hoặc là lực đẩy á nha. Thì như vậy để mà cái quá trình hòa tan nó xảy ra, thì nó phải có điều kiện, đây là những cái phân tử chất tan, nó cũng luôn có lực hút và lực đẩy xung quanh nó. Rồi đó, đây là phân tử của dung môi, nó còn luôn có lực hút lực đẩy xung quanh nó. Bây giờ để mà có sự hòa tan, tức là hai cái này nó phải khớp tán vào nhau, thì những cái phân tử ở đây nè, nó phải có một cái lực hút giữa phân tử chất tan với phân tử dung môi, nó phải hút lại với nhau. Và cái lực hút này nó phải lớn hơn cái lực hút của những phân tử xung quanh nó cùng loại, nó phải lớn hơn cái lực hút cùng loại của phân tử xung quanh nó. Mức chênh lệch càng lớn thì hòa tan càng dễ. Và điều này nó sẽ phụ thuộc vào cái tính chất của dung môi với tính chất của chất tan nữa. Đối với dung môi phân cực mạnh thì lực tương tác là mạnh, thành ra nó sẽ hòa tan tốt những chất điện ly, những chất phân cực mạnh. Và người ta sẽ đánh giá dựa vào cái hằng số điện môi. Còn những cái chất mà hòa tan những chất phân cực không ion hóa thì dựa trên cái liên kết hydro. Những chất mà điện ly thì người ta dựa vào hằng số điện môi thôi. Còn những chất mà không ion hóa, không điện ly thì người ta sẽ dựa vào liên kết hydro. Và thường là như vậy nè. Dung môi phân cực thì hòa tan mạnh chất phân cực. Hòa tan mạnh chất phân cực. Ví dụ như là ancol với nước. Ancol với nước thì nó đều phân ly đó anh chị. Nó đều phân ly tạo thành H cộng. Tạo thành được H cộng hết. Như vậy nó đều là phân cực hoặc là bán phân cực thì nó sẽ hòa tan vào nhau. Còn dung môi không phân cực thì hòa tan tốt những chất không phân cực. Những cái nào mà cùng bản chất với nhau á, thì sẽ dễ hòa tan vào nhau. Cùng là phân cực hoặc là cùng loại không phân cực, hoặc là phân cực yếu thì nó cũng thuộc loại phân cực. Xem ete thì hòa tan trong dầu thực vật, cùng loại phân không phân cực, các hydrocarbon thì tan vào nhau, rồi ra cùng bản chất thì tan vào nhau,
Đó là cái phần kết luận á ha. Các chất có tính chất tương tự nhau thì dễ và tan vào nhau. Đó là lý do vì sao là sắt caro thì tan tốt, vậy rất dễ tan trong nước. Tại vì khi mà phân tích thì người ta thấy là sắt caro này là cấu tạo từ gluco với fructo đúng không? Mà gluco á là nó có 5 cái OH trừ, là 5 cái nhóm OH trừ là fructo cũng tương tự. Như vậy nó nhiều nhóm OH ha. Còn nước cũng phân ly thành OH đúng không? Đó, thành ra là nó cùng cái bản chất, nó cùng có cái bản chất ha, là phân cực, thành ra nó đã đồng tan. Còn cái mà cái này anh chị, cái đó là gì? Phenol. Còn cái này để gì? Cái này là benzen, còn cái này là phenol. Nên là benzen hay là phenol, nó chỉ khác nhau một nhóm OH thôi. Nhưng mà cái độ tan của phenol nó gấp 100 lần so với benzen. Độ tan trong nước, độ tan trong nước của phenol gấp 100 lần so với benzen. Nó chỉ có khác nhau một cái nhóm OH này thôi. Như vậy mình thấy là cái mức độ nó khác nhau dữ dội đúng không ha. Đó, còn có một cái nhóm khác nhau ha. Nhưng mà nó vẫn là cái này thuộc là phân cực yếu, cũng là không phân cực luôn ha. Những hợp chất cao phân tử, chất có điện trị cao thường độ tan là thấp. Chất có phân tử lớn ha, thì do là cái lực tương tác phân tử cùng loại nó mạnh quá ha. Lực tương tác phân tử cùng loại mạnh quá thì cái việc tắm với cái lực giữa với phân tử dung môi nó sẽ yếu hơn ha. Như vậy độ tan thấp. Các dung môi đồng tan với nhau nếu cùng loại phân cực và không phân cực, hỗn hợp dung môi. Khi mình chọn hỗn hợp dung môi thì phải đồng tan đúng không? Thì phải cùng loại phân cực hay là cùng loại không phân cực. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hòa tan. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hòa tan sẽ gồm có là các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan. Nó sẽ có hai yếu tố, độ tan và tốc độ hòa tan. Bây giờ mình tìm hiểu cái đầu tiên là các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan. Sẽ có một số yếu tố sau. Thứ nhất là bản chất của chất tan và dung môi. Đây là yếu tố quyết định. Bản chất của chất tan và dung môi là yếu tố quyết định đến cái độ tan ha. Tại vì nãy mình nói là cái gì mà thuộc về bản chất là cái đó rất là khó thay đổi. Và thường những cái loại mà cùng bản chất thì nó đồng tan ha. Và những chất nào đã không tan được rồi, ví dụ sắt nó không tan trong nước thì làm cách nào nó cũng không tan được ha. Đó, cái gì mà bản chất nó rất khó thay đổi, giống như người mình vậy đó. Bản chất mình thế nào là rất là khó để điều chỉnh ha. Đó, và đây là yếu tố quyết định nhất nha, là yếu tố quan trọng nhất đó. Yếu tố quyết định để mình tấn công vào cái yếu tố bản chất này thì mình sẽ vận dụng bằng cách là mình lựa chọn dung môi phù hợp với dược chất, lựa chọn dung môi mà nó cùng bản chất với dược chất đó, thì nó sẽ tan tốt. Giờ nếu mà không có cách nào thay đổi dược chất thì khi đó mình phải thay đổi dung môi ha. Trong trường hợp không thể thay dung môi thì mình thay dược chất ha. Đôi khi là thay bằng dược chất, giống như là thay những cái nhóm hoạt tính của nó, ví dụ như dưới này nè, anh chị xem nè, là thay desamethasone acetate không tan trong nước và bằng desamethasone natri phốt phát tan ăn trong nước. Tức là cũng là desamethasone thôi mà cái gốc hoạt tính nó khác. Hoặc là giống như khi nãy mình học những yếu tố ảnh hưởng đó thì mình có thể là chọn cái dạng thù hình khác, trạng thái kết tinh khác, hay là dạng khan hay là dạng ngậm nước đó. Nó cũng cùng hoạt chất nhưng mà cái trạng thái thù hình, trạng thái kết tinh nó khác ha. Thì độ tan có thể khác đúng không? Đó, thì mình chọn cái trạng thái phù hợp ha, với cái dung môi mình điều chế ha. Và nếu như mà mình thay dung môi được thì thay dung môi, còn không thì có thể điều chỉnh dược chất. Ngoài ra có thể kết hợp thêm với những cái yếu tố làm tăng độ tan ha, dùng thêm những cái chất làm tăng độ tan ha. Và cách này người ta cũng dùng nhiều này. Tức là khi đó người ta không cần thay dung môi hay thay dược chất gì cả, mà người ta thêm một chất thứ ba. Yeah. Trường hợp là thay thêm dung môi nè, rồi thay đổi dược chất nè, hoặc là tìm thêm một cái chất phụ làm tăng độ tan. Yeah.
Yếu tố thứ hai là nhiệt độ. Nhiệt độ làm tăng hoặc là giảm độ tan, nó tùy thuộc vào phản ứng nó thu nhiệt hay là tỏa nhiệt. Các anh chị thường nói là nhiệt độ làm tăng độ tan, tuy nhiên nó không phải là tất cả các trường hợp đều như vậy nha. Mà mình phải xét trong từng cái trường hợp cụ thể. Mấy anh chị xem cái sơ đồ này, cái sơ đồ này hơi mờ một xíu, do kéo giãn nhiều nó hơi mờ. Thì ở đây mình có hai cái trục là trục vành nè, là nhiệt độ. Trục tung là cái độ tan, là lượng chất tan, lượng chất tan trong 100g nước là ở đây. Thì mình sẽ thấy là đối với cái đa số các đường á, thì nó đều đi lên, đúng không? NaNO3 đi lên, canxi cloric đi lên, thì nitrat đi lên, đa số đi lên, đúng không? Thì những đường mà đi lên như thế này có nghĩa là độ tan tăng theo nhiệt độ. Ha, mấy anh chị sẽ tăng nhiệt độ lên thì cái lượng chất tan sẽ tăng nhiều hơn, đúng không? Ha, hoặc là lượng nước mình sẽ giảm đi, đó. Đa số tăng. Natri cloric. Mình thấy cái đường nó sao? Nó có đi lên nhưng mà nó không thật là rõ ràng lắm, nó hơi xéo một xíu thôi. Thì người ta mới nói là cái natri cloric á, là độ tan nó gần như là không thay đổi theo nhiệt độ. Độ tan gần như là không thay đổi theo nhiệt độ, có nghĩa là mấy anh chị tăng nhiệt độ lên thì cái lượng chất tan nếu như mà nó tăng quá rồi nó có thể không tan nữa. Đó. Rồi có những trường hợp nó đặc biệt là cái đường này CTC sulfat nè, là độ tan nó giảm theo nhiệt độ. Mình chỉ tăng nhiệt độ là nó không tan luôn, chất tan nó sẽ có thể bị kết tủa. Độ tan giảm theo nhiệt độ. Thì trường hợp mà độ tan giảm theo nhiệt độ thì ít lắm. Có một cái chất tốt còn khó khăn hơn nữa, hơi bị bất thường hơn nữa là nó là như thế này. Vẽ nó bị ấy, nó như thế này, vẽ tương đối thôi nha, nó vậy thôi nha. Đó là trường hợp của natri sulfat. Bình thường là natri sulfat là ngậm 10 phân tử nước, là dạng ngậm 10 phân tử nước đó. Thì độ tan nó lại như thế này, nó tăng xong đến cái điểm là nó cỡ 32 cái mấy độ đó anh chị. Thì độ tan là giảm. Sở dĩ nó như thế này á, là do người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng ban đầu cái đoạn mà đi lên này nó là dạng natri sulfat ngập 10 phân tử nước, nhưng tới đây cái nhiệt độ tăng thì nó bị mất nước. Thế tự nhiên nó chạy mất tiêu. Nó bị mất nước và nó trở thành dạng khan á gì. Thôi bỏ rồi khỏi kể lại. Tức là ban đầu thì nó là natri sulfat ngập 10 phân tử nước, nhưng mà sau đó đến khoảng 32.4 độ thì nó lại mất nước, nó chuyển thành natri sulfat khan. Và cái chất ban đầu thì là độ tan tăng theo nhiệt độ, còn chất sau thì độ tan giảm theo nhiệt độ. Thì như vậy má chị thấy là nó cũng thuộc về bản chất thôi, bản chất thay đổi thì độ tan thay đổi, đúng không? Và đưa ra cái hình này thì muốn nhấn mạnh rằng không phải tất cả các chất thì độ tan đều tăng theo nhiệt độ, mà có những trường hợp là độ tan không thay đổi theo nhiệt độ, rồi độ tan giảm theo nhiệt độ và độ tan thay đổi thất thường theo nhiệt độ. Được chưa? Ha. Và khi mình sử dụng cái yếu tố là nhiệt độ để làm tăng độ tan, nếu trường hợp là độ tan tăng theo nhiệt độ thì các anh chị cần chú ý là cái nguy cơ bị tủa lại khi mình bảo quản theo nhiệt độ thường. Tại vì mình muốn là điều chế một cái nồng độ cao dược chất thì mình tăng nhiệt độ lên, nhưng khi mình để nguội thì nó lại bị kết tủa, thì như vậy nó cũng không có đạt được cái mong muốn là hòa tan hoàn toàn của mình. Thành ra là mình vận dụng cái yếu tố nhiệt độ này ở trong cái chừng mực cho phép thôi nha. Yếu tố thuộc về pH. Cái yếu tố pH này nó sẽ liên quan đến sự ion hóa, và cái chỗ ion hóa này thì khi nãy có nói mấy anh chị á ha, là thường là người ta chọn cái dạng là dạng không ion hóa ha, và chọn những cái dược chất là axit yếu, basa yếu thì thấp thường
tốt ha. Và cái này mình cũng căn cứ vào cái một cái những cái dược chất của mình là chất nào dễ tan trong pH kiềm hay là chất nào dễ tan trong pH acid mà mình chọn cái pH phù hợp ha. Bằng cách là nếu như mà không cái môi trường hòa tan nó không phù hợp thì mình sẽ điều chỉnh bằng cách là sử dụng thêm những cái chất điều chỉnh pH ha, điều chỉnh pH đó. Alkali thì tan môi trường acid, phenol thì dễ tan trong pH kiềm ha. Tuy nhiên khi mà điều chỉnh pH như thế này á thì các anh chị chú ý là làm tăng độ tan nhưng mà phải đảm bảo độ bền vững của dược chất. Tại vì có ví dụ là chloramphenicol tan tốt trong OH trừ trong pH kiềm nhưng lại ở cái pH kiềm này thì nó dễ bị phân hủy. Vậy thì các anh chị sẽ đắn đo là liệu mình có nên điều chỉnh điều chế cái dung dịch chloramphenicol trong pH kiềm hay không ha. Mà chloramphenicol này là hay ứng dụng để điều chế thuốc nhỏ mắt đó anh chị. Và cái pH mà nó tan tốt là pH 8 mà ở cái pH 8 đó thì nó lại bị phân hủy. Vậy có nên điều chế ở pH 8 hay không? Nó tan tốt nhưng nó bị phân hủy. Mà khi nó phân hủy thì nó đâu còn tác dụng nữa, đúng không? Nó mất tác dụng, nó bị phân hủy là nó sẽ mất tác dụng. Vậy thì cái mình căn cứ là giữa cái việc làm tăng độ tan với cái việc đảm bảo cái độ bền vững thì mình nên ưu tiên cho cái gì? Giữa cái việc là đảm bảo độ tan với cái đảm bảo độ bền vững thì mình nên ưu tiên cái gì? Độ bền vững, đúng rồi ha. Tại vì nếu như mà nó tan mà nó không có bền thì nó đâu còn tác dụng đâu. Nó tan tốt rồi nó bị phân hủy thì nó đâu có tác dụng đâu. Thành ra là cái chloramphenicol mặc dù tan tốt trong pH kiềm nhưng mà điều chế bao giờ cũng phải dưới cái pH 8 này. Được chưa? Ha, đó. Đa hình. Sự đa hình tức là xem thử tùy cái dược chất nó có cấu trúc vô định hình hay dạng cái tinh và mình xem thử là cái dạng nào là ổn định hơn ha, thường là dạng vô định hình đúng không? Tăng tốt và ổn định hơn ha. Rồi chỗ này thì giống như chỗ hồi nãy mình nói ha, mình sẽ chọn cái dạng thuộc hình hay dạng tinh thể nào mà bền vững và ổn định hơn thì mình sẽ chọn cái dạng đó ha. Rồi sự hiện diện của chất khác, có những trường hợp mà nó khó tan quá thì mình sẽ thêm những cái chất làm tăng độ tan, hỗn hợp dung môi để mà mình điều chỉnh cái độ tan của chất tan ha. Thì chỗ này mình sẽ nói ở phần tiếp theo mình sẽ nói ha. Đây là những cái yếu tố ảnh hưởng đến độ tan ha. Yêu cầu là các anh chị phải liệt kê nêu những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan. Được chưa? Và trong những yếu tố đó thì yếu tố nào là quyết định nhất ha. Vậy thôi. Bây giờ tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan. Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan gồm có là diện tích tiếp xúc giữa bề mặt chất tan và dung môi. Diện tích tiếp xúc càng lớn thì hòa tan càng nhanh. Vậy thì mình muốn mà hòa tan nhanh thì mình làm cái gì? Diện tích tiếp xúc càng lớn thì hòa tan càng nhanh. Vậy thì mình muốn hòa tan nhanh thì mình sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc. Mà làm tăng diện tích tiếp xúc thì bằng cách là mình giảm kích thước dược chất, là cái khi nãy mình nói đó ha. Làm nhỏ ra, làm mịn thì nó sẽ tăng tốt. Tuy nhiên nó cũng ở một mức độ nào đó thôi nha. Giảm kích thước tới một mức độ nào đó. Thêm nhiệt độ và độ nhớt ở môi trường phân tán. Độ nhớt cao thì tốc độ hòa tan giảm. Độ nhớt cao là thông thường cái sức căng bề mặt của nó tăng lên ha. Thì như vậy tốc độ hòa tan của nó sẽ giảm. Vậy thì bây giờ làm sao mà tốc độ hòa tan nó tăng lên trong trường hợp này thì mình phải tìm cách làm giảm độ nhớt, giảm sức căng bề mặt bằng cách là tăng nhiệt độ ha. Như vậy trong trường hợp là mình điều chế mà cái môi trường phân tán của mình hay cái dung môi của mình là dầu chẳng hạn ha, là có độ nhớt cao đúng không, thì thường là mình phải dùng nhiệt độ để hòa tan ha. Nhiệt độ làm giảm độ nhớt sẽ tăng tốc độ hòa tan. Được chưa? Sự khuấy trộn. Khuấy trộn làm tăng tốc độ hòa tan.
mình cứ so sánh đi, mình cho một muỗng đường vô trong cốc mình để im đấy, với một một cái cốc kia thì mình khuấy, thì tất nhiên là mình khuấy thì tốc độ hòa tan sẽ nhanh hơn. Đó. Rồi độ tan của chất tan, độ tan càng lớn thì nồng độ bão hòa càng lớn thì hòa tan càng nhanh. Độ tan lớn thì nó sẽ tan dễ, đúng không? Hòa tan nhanh. Đó, như vậy đây là bốn cái yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan. Thì chỗ này cũng chủ yếu là mình nêu những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan ha. Và cái điều kiện nào làm tăng tốc độ hòa tan. Chỗ này thì dễ hiểu đúng không? Chỗ này dễ hiểu. Rồi mình đi tiếp các phương pháp hòa tan. Về các phương pháp hòa tan thì đã chia ra là phương pháp hòa tan thông thường và phương pháp hòa tan đặc biệt. Phương pháp hòa tan thông thường sẽ áp dụng khi dược chất dễ tan trong dung môi ở nhiệt độ thường. Áp dụng khi dược chất dễ tan trong dung môi ở nhiệt độ thường thì này bình thường quá ha, dễ tan thì mình hòa tan bình thường cho dược chất vào dung môi và khuấy thôi. Còn nếu như mà dược chất khó tan trong dung môi thì mình sẽ dùng phương pháp hòa tan đặc biệt, và vấn đề là chỗ này thì mình học với phương pháp hòa tan đặc biệt là chủ yếu ha. Đó. Và sẽ có bốn cái phương pháp hòa tan đặc biệt, có bốn phương pháp hòa tan đặc biệt được liệt kê dưới này. Bây giờ nó khó tan quá thì mình phải tìm thêm những cái tác nhân để làm sao đó để mà nó tăng cái độ tan lên ha, nó dễ tan hơn. Đó, thì có bốn cách ha, có bốn cách hay còn gọi là có bốn cái phương pháp hòa tan đặc biệt. Thì phương pháp thứ nhất là dùng hỗn hợp dung môi có thành phần và tỷ lệ thích hợp, dùng hỗn hợp dung môi như khi nãy mình có đưa ra vậy đó. Nếu như trường hợp mà dược chất nó không phân cực mà dung môi nó, cái chất tan nó phân cực, bây giờ thì mình phải thêm một cái dung môi ha, nó phải là phân cực yếu hay như thế nào đó để thay đổi cái bản chất của dung môi ha. Đó là thay khi mình cách dùng hỗn hợp dung môi là mình thay đổi cái độ phân cực của dung môi, biến dung môi bán phân cực thành phân cực, thì như vậy nó sẽ làm thay đổi cái độ tan của dược chất ha. Ví dụ như là mình đưa ra cái này, đưa ra cái công thức này, dung dịch bromophone. Thì nếu như mình chọn một cái glycerin không á, là bromophone nó sẽ khó tan lắm ha. Thì ở đây mình dùng gì? Glycerin với cồn. Thì với cái hỗn hợp hai cái dung môi này thì bromophone nó tan tốt. Điều kiện khi mình dùng hai cái dung môi, dùng hỗn hợp dung môi, thì hai cái dung môi này nó phải làm sao? Nó phải đồng tan với nhau mới được. Được chưa? Tương tự dung dịch digitalin 0,1% thì cần một cái hỗn hợp dung môi ba chất là cồn, glycerin và nước cất thì nó mới hòa tan được. Một cái lượng nồng độ nó cũng khá là thấp. Và má chị có biết lý do vì sao người ta ghi như thế này không? Tại sao người ta ghi là 10 cm không? Tại sao người ta không muốn ghi là 10 cm? Người ta ghi bằng chữ mà người ta lại không ghi bằng số. Không hiểu sao đặc biệt, thuốc độc. Ý nghĩa nó là chất độc á, chất độc. Thông thường quy định là chất độc là phải viết bằng chữ, và chữ cái đầu tiên là viết hoa. Hiện nay thì người ta không có gọi là chất độc đâu mà anh chị, mà người ta sẽ gọi là gì biết không? Chất có hoạt tính mạnh. Chất có hoạt tính mạnh hay là thuốc có hoạt tính mạnh. Đó. Trước đây là người ta phân ra là độc bảng A, bảng B, nay không có phân độc A và B nữa. Có thể là gọi thuốc độc, nhưng mà để mình nói tránh nói hay á, nó tránh nó giảm nó hay gì đó thì người ta gọi là chất có hoạt tính mạnh. Và phải biết hoa chữ này nha mấy anh chị. Sau này mấy anh chị học quản lý dược hay là tổ chức quản lý y tế gì đó thì mình sẽ học kỹ cái quy định. Đó. Thường là phải viết hoa chữ cái đầu tiên để tránh sửa mới nhỉ. Hoa là bắt đầu, hoa là viết hoa là bắt đầu đúng không, không viết thêm vô được. Rồi như vậy đó là điều kiện dùng hỗn hợp dung môi ha, là nó phải là đồng tan với nhau và hòa tan được cái dịch chất đó. Phương pháp hòa tan đặc biệt thứ hai là dùng chất trung gian thân nước. Điều kiện của một cái chất trung gian thân nước là chất này là phải có những cái gốc thân nước, ví dụ như là có gốc OH nè, OH trừ nè, rồi có gốc COO trừ nè, hoặc là
góc NH nè, cộng nè, có những cái góc hơn nước ha. Đó, có những góc hơn nước. Ví dụ như là ở đây là caffeine, nước cốt pha tin 7%. Thì nếu như mà theo cái công thức này á, thì là 7 gram hòa tan trong 100 ml nước. Mà khi nãy mình học cái độ tan của caffeine đó là 150 đúng không? 150. Tức là để hòa tan 1 gram thì cần 50 ml nước. Mà 7 gram là phải là 350. Và đây có 100. Thì như vậy đâu có đủ nước cho nó hòa tan hết đâu. Đúng không? Ha. Và nếu như mà mình giảm nước đi á, mình giảm nước đi thì là nó không tan hết, mà mình tăng cái nước lên á thì nồng độ nó không đủ 7%, thì nó không có đủ tác dụng. Do đó mà bắt buộc cũng phải theo đúng công thức này là 7:1, như vậy dược chất không thay đổi được mà dung môi cũng không thay đổi được. Và như vậy thì có cách thứ ba là làm gì? Làm thêm một cái chất trung gian ha. Đó, biến cái chất mà nó kém phân cực này nè, là dược chất nè, thành phân nước, nó kém phân nước thành phân nước ha. Vì cho cái gốc này nó có cái gốc là cái gì? COO, CO trừ này ha. NaCO đúng không? CONa đúng không? Đó, C6H5CONa đó. Thì như vậy chất này là chất trung gian phân nước ha, làm tăng cái độ tan của caffeine trong nước. Tương tự quinin thì cái chất trung gian phân nước là uretan. Và mấy chị lưu ý rằng mỗi cái dược chất nó sẽ có chất trung gian phân nước của nó. Mỗi dược chất có một chất trung gian phân nước của nó. Các anh chị nói natri benzoa là chất trung gian phân nước, các anh chị không thể dùng cái này xuống dưới này, đổ lên trên không được. À, mà để làm tăng độ tan của caffeine trong nước thì phải dùng natri benzoa. Để làm tăng độ tan của quinin trong nước thì phải dùng uretan. Cái này mình phải học thuộc thôi. Nha. Mình học thuộc nó giống như động từ bất quy tắc vậy đó. Để học thuộc. Nha. Trường hợp thứ ba là tạo dẫn chất dễ tan. Tạo dẫn chất dễ tan. Mình thêm cái công thức này. Lugol, dung dịch lugol 1%. Có iốt, gai, nước cốt. Thì cái cây này người ta gọi là chất làm tăng độ tan đây, tạo chất dễ tan đây. Thì mình sẽ thấy là cái độ tan của iốt trong nước là đây. Như vậy 1 gram này là cần phải 3.500 ml nước. Và tương tự như vậy đó, mình không thể tăng lượng nước cũng không có thể giảm lượng dược chất được. Và phải cố định hai cái này 1%. Dung dịch lugol này thường dùng để uống và chữa bướu cổ. Đây là dung dịch dùng để uống chữa bướu cổ. Nè, sát trùng ngồi da nồng độ nó cao hơn. Vậy thì để mà cố định cái hàm lượng như thế này á, thì người ta sẽ có một cái cách là người ta dùng cây 2 gram. Khi nào cây vào phản ứng với iốt tạo thành cây 3 để lượng tiếp phức chất. Và phức chất này thì sao? Tan tốt trong nước. Tan tốt trong nước. Thành ra là cái cây này người ta gọi là tạo dẫn chất dễ tan là như vậy. Thì với điều kiện này mấy chị sẽ thấy rằng iốt nó phản ứng với cây nó ra một cái chất mới. Và cái chất mới tạo thành này thì độ tan của nó là tốt hơn cái chất ban đầu. Tuy nhiên, cần một cái yêu cầu nữa là tác dụng không thay đổi. Tác dụng dược lý không thay đổi. Tức là nó vẫn giữ nguyên được tác dụng dược lý của iốt là uống thì chữa cổ. Thì mấy anh chị mới có thể dùng được nha. Đa số các trường hợp khi có phản ứng thì sao? Khi có phản ứng thì tạo thành chất mới, thì chất mới này nó làm thay đổi tính chất của chất cũ. Nhưng trong trường hợp này thì lại khác, là chất tạo thành giữ nguyên được tác dụng của chất cũ thì mình chỉ mới áp dụng được. Đây là phương pháp nó yêu cầu là như vậy. Ha. Trường hợp tạo thành là điều kiện là cái chất tạo thành nó phải làm tăng, có độ tan tốt hơn nè, nhưng mà tác dụng dược lý không thay đổi. Do đó mà cái trường hợp hòa tan đặc biệt này không phải là dễ áp dụng. Rất ít trường hợp áp dụng theo trường hợp này ha. Đó, rất ít trường hợp theo trường hợp này được, vì thường là phản ứng là nó làm cái chất mới và mất tác dụng ha. Trường hợp thứ tư, dùng chất diện hoạt. Dùng chất diện hoạt, cái chất diện hoạt là một cái chất mà nó có hai cái đầu. Cái đầu thì là đầu thân nước, cái đuôi thì đuôi thân dầu ha. Và như vậy nó sẽ kết nối những cái chất mà thân nước với những chất thân dầu. Ví dụ trong trường hợp này là tinh dầu bạc hà, cồn, nước cốt thì nhiều. Thì như vậy tinh dầu bạc hà thì nó là cái thân dầu đúng không? Cái đuôi thân dầu nó sẽ gắn ở đây. Còn cái đầu
những cái hạt dầu này nó được bao bọc bởi những cái chất chuyển hóa là chất keo hơn cái chất chuyển hóa. Nó có những cái đầu này đó, như vậy những cái hạt dầu này ở bên trong và cái lớp và chất chuyển hóa nó tạo thành cái lớp lớp màng gọi là lớp áo hay là một cái chất keo, và nó kết dính cái pha dầu này với cái pha nước. Thường cái nồng độ chất chuyển hóa sử dụng nó phải lớn hơn cái nồng độ micelle tới hạn, và cái phương pháp này thì sử dụng được ha, với những trường hợp mà mình thấy nó ngược nhau hoàn toàn là dầu với nước ha. Dầu với nước mà mình thấy là dầu nó có thể tan được trong nước nhờ cái chất chuyển hóa này, tuy nhiên với một cái tỷ lệ thấp thôi. Và cái nhược điểm của chất chuyển hóa này là cái mùi nó hơi khó chịu, mùi vị hơi khó chịu và có độc tính, thành ra là nó được sử dụng với một cái tỷ lệ giới hạn, thường là dưới 2% ha. Và do đó cái lượng dược chất mà nó kết nối thì thường là thấp ha, thường ở mức giới hạn thấp ha. Và với cái ứng dụng này thì người ta có thể là điều chế được cái thuốc tiêm vitamin A trong nước, là người ta cũng làm được nha. Đó, nếu như mà trước đây mà không biết là người ta chỉ làm dầu đúng không, vitamin A tan trong dầu, và nếu mà tiêm dầu thì nó rất là đau và khó hấp thu, thì vitamin A trong nước người ta đã làm được bằng cách là sử dụng cái chất chuyển hóa là tuyên này, tập vừa làm quen này, tuyên này, span, mình làm quen với hai chất chuyển hóa này nha, tuyên, span, đó, hai chất chuyển hóa người ta hay dùng á, được chưa? Nhưng mà tỷ lệ dùng là thấp thôi, tại vì nó khá là độc và nó không, cái mùi nó khó chịu đó. Như vậy mình đã nói xong về bốn trường hợp hòa tan đặc biệt, có bốn trường hợp hòa tan đặc biệt. Các anh chị cần học kỹ chỗ này, từng trường hợp các anh chị học thêm cái ví dụ minh họa, những ví dụ cụ thể ha, kể tên được những cái trường hợp hòa tan đặc biệt và điều kiện này. Nếu mà dùng hỗn hợp chung môi thì nó phải đồng tan nè ha, thì chất dung giam phân nước nè, có những cái nhóm phân nước nè, tạo dưỡng chất dễ tan thì điều kiện sao nè ha, chất tạo thành là phải giữ nguyên tác dụng dược lý mới được mà dễ tan hơn, được chơi chất diện hoặc thì có nồng độ lớn hơn nồng độ micelle tới hạn, những cái điều kiện. Và từng trường hợp này mình học thêm cái ví dụ khi nãy giờ có đưa ra đó thêm, được chưa? Qua phần tiếp theo là kỹ thuật lọc hay là làm trong. Mục tiêu là trình bày được mục đích của cơ chế lọc, thứ hai là phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng lọc, kể các vật liệu lọc thông dụng. Lọc là gì? Là một cái quá trình mà loại bỏ các tiểu phân chất rắn, phân tan ra khỏi chất lỏng hoặc là chất khí, bằng cách là cho cái hỗn hợp phần lọc đi qua một cái vật liệu lọc thì cái chất rắn sẽ bị giữ lại ha. Tức là mình sẽ giữ lại cái chất rắn, và đôi khi là mình lấy chất rắn ha, bằng cách là mình cho qua một cái vật liệu, một cái vật liệu này nó có cái lỗ thì khi đó cái chất rắn này nó lớn hơn cái lỗ hoặc là nó nhỏ hơn cái lỗ, đôi khi nó cũng được giữ lại ha. Và có thể mình ứng dụng là lọc chất lỏng hoặc lọc chất khí nè. Thì đây người ta lọc không khí, nên chị làm sạch không khí đó, là cũng bằng cái hệ thống lọc không khí đúng không? Đó. Thường cái quá trình lọc tiếp sau quá trình hòa tan, và như vậy điều chế dung dịch thì lọc xong, hòa tan xong là lọc. Có những trường hợp lọc những cái tiểu phân rất là nhỏ như là vi sinh vật, virus và chiến dịch tố thì người ta gọi là lọc vô trùng. Trường hợp những cái đối tượng lọc là chất rắn này nó kích thước nhỏ, người ta gọi là lọc vô trùng. Đôi khi người ta dùng cái từ khác là lọc cản trùng, lọc vô khuẩn, lọc vô trùng, lọc cản trùng, lọc vô khuẩn. Có nhiều cái tên gọi mà anh chị cứ tập làm quen ha. Nguyên tắc của sự giữ lại và tốc độ lọc, điều kiện của quá trình lọc nó xảy ra nó tuân theo hai cái cơ chế, đó là cơ chế sàn và cơ chế hấp phụ. Cơ chế sàn là sao? Là những cái tiểu phân có kích thước lớn hơn lỗ số thì sẽ bị giữ lại,
như cái nãy mình nói ha, cái nào to hơn thì nó không qua lỗ được, nó sẽ bị nằm trên lỗ ha. Và như vậy cái kích thước lỗ sốt là cái quyết định chất lượng dịch lọc của mình. Nếu như mà mình muốn dịch lọc nó trong ha, thì mình phải dùng cái lỗ nó nhỏ ha. Còn bây giờ nếu như những trường hợp mà mình dùng cái đường dùng nó không cần phải trong, dùng ngồi như thế không cần phải trong, thì mình khi đó mình không cần phải dùng cái màng lọc to ha, không không cần là dùng cái màng lọc nhỏ mà dùng lọc to là được ha. Ngoài ra nó có cái cơ chế hấp phụ nữa, và cơ chế hấp phụ thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tính chất của vật liệu lọc. Mà đôi khi tiểu phân có kích thước nhỏ hơn lỗ sốt cũng có thể bị giữ lại. Theo cơ chế là nó sẽ có những cái lực hút tĩnh điện mà nó bị hút vào trên cái màng lọc. Mặc dù kích thước nó nhỏ hơn kích thước lỗ sốt nhưng nó cũng bị giữ lại. Thường là do tính chất hấp phụ, nên nó bị hấp phụ trên cái màng lọc. Bây giờ tìm hiểu những cái yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ lọc thì người ta thêm cái công thức Huygens Boiseau V bằng PRS nhân R mũ 4 P trừ P lớn trừ P nhỏ trên 4 nguyên L. Thì khi đó mình sẽ thấy cái V này là cái tốc độ lọc nè, cái phần tốc lọc. Bây giờ mình muốn lọc nhanh thì mình phải test, mình phải tác động vào những yếu tố nào, mình có thể tác động vào yếu tố nào để mà tăng cái tốc độ lọc. Thì cái phần ở trên là tỷ lệ thuận nè, còn phần ở dưới là tỷ lệ nghịch nè, đúng không? Thì như vậy cái biện pháp để mình tăng cái lưu lượng lọc hay là tăng cái tốc độ lọc là bằng cách gì? Là đây, mình tăng cái này, mình giảm dưới này, mình tăng cái này thì mình tăng cái gì? Cái pi là cái hằng số rồi, s là gì? S là diện tích màng lọc. Như vậy muốn tăng tốc độ lọc thì mình sẽ tăng cái diện tích màng lọc, đúng không? Tức là mình phải dùng cái màng lọc nó to lên, nó rộng lên ha. Rồi R mũ 4, R là bán kính lỗ lọc. Như vậy thì mình muốn tăng tốc độ lọc thì mình dùng cái màng lọc có lỗ to, đúng không? Chênh lệch áp suất, cái này thường tác động nè. Thường hai cái yếu tố này là mình khó tác động, tại vì mình muốn là chất lượng dịch lọc nó giả, chất lượng dịch lọc nó tốt, thì mình phải chọn cái bán kính lỗ lọc nhỏ. Mình không thể là tăng tăng cái này được, ít khi tác động cái này lắm. Mà bây giờ muốn là dùng màng lọc nhỏ nhưng mà tốc độ lọc nhanh thì mình làm cái gì? Mình tăng cái tỷ lệ này, cái hệ số này, trên lệch áp suất theo bên này ha. Mình dùng áp suất có nghĩa là người ta sẽ tác động bằng cách là dùng lực hút chân không như thế này, hút chân không, hoặc là dùng áp suất cao, áp suất cao đẩy qua ha. Đó rồi giảm cái độ nhớt dịch lọc, hoặc là giảm cái bề dày màng lọc. Bề dày càng dày thì là càng khó lọc, đúng không? Đó ha. Mình lấy cái vải dày quá thì mình lọc nó khó qua, thì bây giờ mình muốn dễ qua thì mình lấy cái vải nó mỏng hơn ha. Rồi độ nhớt dung dịch càng nhớt thì càng khó lọc. Bây giờ muốn giảm độ nhớt thì làm gì? Muốn giảm độ nhớt thì khi nãy có nói rồi là mình sẽ lọc nóng được chưa? Như vậy đây là những cái biện pháp để gia tăng cái lưu lượng lọc, tác động ha, chọn cấu trúc màng lọc cho phù hợp về diện tích, kích thước, độ dày, lọc nóng, lọc dưới áp suất cao, giảm. Giờ hai cái này thường tác động.